Xin được tiếp tục chương trình với một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 25 tháng 7, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thông tin nhanh, đơn vị đang củng cố hồ sơ xử lý đối với một nữ quái U60 và một số đối tượng khác về hành vi đánh bạc bất chấp dịch bệnh đang có những diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn. Trước đó vào khoảng 17 giờ ngày 24 tháng 7, đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Châu Thành A phối hợp cùng Công an thị trấn Bảy Ngàn bắt quả tang bà Đặng Thị Tám, sinh năm 1967, trú tại ấp 3A thị trấn Bảy Ngàn huyện Châu Thành A cùng 4 người khác đang đánh bài tứ sắc tại nhà bà Tám ở ấp 3A thị trấn Bảy Ngàn. Tang vật tạm giữ tại hai chiếu bạc gồm 19 bộ bài tứ sắc, một điện thoại di động và một số vật dụng liên quan. Ngoài ra, kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh, lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ hơn 45 triệu đồng, 3 điện thoại di động. Ngoài xử lý các đối tượng về hành vi đánh bạc, cơ quan chức năng còn hoàn tất hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền xử phạt các đối tượng về hành vi không chấp hành thực hiện áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch bệnh.